Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, năm Canh Tý, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là Ấn Tinh, mệnh chủ Ất Sửu, sinh năm 1985, nạp âm ngũ hành là Hải Trung Kim, sẽ có cơ hội đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới và bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Năm nay thích hợp cho việc học thêm, tự hoàn thiện, tham gia đào tạo chuyên nghiệp và xây dựng sức mạnh để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, nếu bạn gặp phải các giao dịch lớn như bất động sản và xe cộ trong năm nay, phải chú ý đến các chi tiết của các điều khoản. Ất âm mộc gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc, cẩn thận thị phi hoặc lãnh đạo áp chế. Có thể nói rằng những gia chủ tuổi Ất Sửu có phần kém may mắn hơn so với những gia chủ tuổi Sửu khác vì vướng phải nhiều thị phi bao quanh. Thêm vào đó là đã cống hiến hết mình nhưng luôn bị lãnh đạo áp chế, nhiều cố gắng chưa được thừa nhận. Nam mệnh 36 tuổi, năm nay mộc đức chiếu mệnh. Phải cẩn thận về các bệnh gan, mắt, chú ý điều chỉnh tâm trạng. Về tổng quan vận hạn của tuổi Ất Sửu vào năm 2020 Canh Tý. Tử vi năm 2020 tuổi Ất Sửu 1985 sẽ liên quan mật thiết đến những nỗ lực của bạn. Bạn càng nỗ lực nhiều hơn thì càng nhận được nhiều hơn trong năm nay. Nhưng nếu bạn lười biếng và cố gắng trốn tránh công việc, chắc chắn sẽ không đạt được gì trong năm nay. Mặc dù có nhiều thách thức trong công việc nên bạn có thể nhận được kết quả tốt miễn là nắm bắt được các cơ hội. Về tài chính thì bạn sẽ gặp may mắn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Đáng chú ý là sẽ có một số thăng trầm trong cuộc sống do các ngôi sao của năm 2020 và bạn cần phải có biện pháp phòng ngừa tình huống xấu trong cuộc sống. Tiến sang năm 2020, vận trình của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh Thổ Tuế Can lộ xuất thương quan, Thái Tuế Tý Thủy tọa tại Thứ Tài Ca Tinh. Thương quan sinh thứ tài mà Thái Tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tử vi năm 2020 của tuổi Ất Sửu 1985 cho thấy, mệnh chủ nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Ất Sửu 1985, chức mệnh chủ chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, mệnh chủ dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời, luôn được bình an, may mắn. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, mệnh chủ còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự thiếu quyết đoán, không đủ tự tin sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm thì chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng. Không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho thật tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên thì trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của Thái Tuế Tý Thủy, mệnh chủ dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần nghỉ ngơi giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình, có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày thì nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985,
Phương án thứ nhất, chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến Kim Lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 36 tuổi, theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ là 36 tuổi nên sẽ không phạm phải Hoàng Ốc. Còn xét về tam tai, nam mệnh gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, với tuổi mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Với nam mạng Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với 4 hướng tốt, đó là hướng Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, hướng Tây sinh khí. Ngoài ra, sẽ cần tránh 4 hướng xấu của Đông Tứ Trạch là hướng Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Với nữ mạng Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ là cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với 4 hướng tốt của Đông Tứ Trạch, đó là hướng Nam phục vị, Đông Nam thiên y, hướng Bắc diên niên, Đông sinh khí. Ngoài ra, cần tránh 4 hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là hướng Đông Bắc họa hại, Tây Bắc tuyệt mệnh, Tây Nam lục sát, Tây ngũ quỷ. Mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 cần chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, viên mãn. Phương án tiếp theo, để tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Ất hợp với canh hóa kim vào những tháng 1, 2, 4, 7, 8, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là canh, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi canh như là canh thân sinh năm 1980, canh ngọ 1990, canh tuất 1970 và canh tý là 1960. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc đó là tị, dậu, sửu, hóa kim vào các tháng 4 và tháng 4 nhuận, 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hanh thông thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi tỵ sẽ chọn vào giờ dậu và ngược lại. Nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi dậu sẽ chọn ngày giờ là tỵ. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc mang lại tài lộc, may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Ất Sửu 1985 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 hoặc 2011, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Ất Sửu là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Canh Tý sinh năm 1960, Giáp Tý 1984, Mậu Tý 2008 và Bính Tý 1996. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Ất Sửu 1985 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Mậu Thân sinh năm 1968, Nhâm Thân 1992, Canh Thân 1980, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi nợ công, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Hợi sinh năm 2007, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983. Ngoài ra,
Do Sửu Mùi là chính xung nên mệnh chủ chú ý hạn chế việc tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Mùi. Vị trí cung tài lộc: Mão tại phương vị Đông 97,5 độ, Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Thân tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí, an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Kết quả tài lộc năm 2020. Năm 2020, theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho nhà mình nhé. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là đặt vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video dưới đây. Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí bài trí sẽ cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa, sáng nở, tối tàn. Ngoài ra, thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh, như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất cả về thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy, cây ngọc ngân có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những người mang mệnh kim. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra thì đây là loại cây ưa bóng râm, thích nghi, tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng, có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến sự may mắn, sức khỏe và sự vững vàng trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc vào nhiều bát tự của mình. Gia chủ cần cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Ất Sửu sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về
phong thủy tử vi và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.